Bản tin dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ và tỉnh Đồng Tháp đêm nay và ngày mai. Khu vực miền Tây Nam Bộ, mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc sét và mưa đá. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực tỉnh Đồng Tháp, thời tiết khu vực các huyện đầu nguồn, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Thời tiết khu vực các huyện cuối nguồn và nội đồng, trời mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết khu vực thành phố Cao Lãnh, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Bản tin Thủy Văn. Theo Đài Khí tượng Thủy Văn tỉnh Đồng Tháp, mực nước thực đo ngày hôm qua tại trạm Tân Châu 1m82, mực nước dự báo ngày mai 1m82, đứng so với ngày hôm qua. Tại trạm Hồng Ngự 1m85, mực nước dự báo ngày mai 1m85, đứng so với ngày hôm qua. Tại trạm Sa Rài Tân Hồng 1m87, mực nước dự báo ngày mai 1m80, xuống 7 cm. Tại trạm Tam Nông 1m39, mực nước dự báo ngày mai 1m30, xuống 9 cm. Tại trạm Trường Xuân Tháp 10 1m10, mực nước dự báo ngày mai 1m02, xuống 8 cm. Tại trạm Cao Lãnh 1m25, mực nước dự báo ngày mai 1m29, lên 4 cm. Tại trạm Sa Đéc 1m16, mực nước dự báo ngày mai 1m18, lên 2 cm. Nhận định 5 ngày tới, mực nước tại các nơi trong tỉnh dao động ở mức hiện nay một vài ngày rồi lên dần theo triều.